Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Tuấn Hải Dương ạ. Mấy hôm nay em lên sóng cái thuốc mà cái hỗ trợ men tiêu hóa này là chuyên trị cho những cái con đi ngoài này, hay là con kể cả đi phân nát này, uống nhiều nước này, thì anh em được khá là nhiều anh em quan tâm. Hôm nay em sẽ lên sóng cái clip này cho anh em. Anh em dùng có cực kỳ dễ và không ảnh hưởng gì đến chim anh em nhé, kể cả lửa những thứ cũng không hề ảnh hưởng đến cái lửa của con chim, nên anh em dùng cực kỳ yên tâm. Thuốc ở cái men tiêu hóa này của bên em thì em sẽ đóng trong túi zip này, rất được anh em dùng cái này thì nó thoải mái cực kỳ lâu, cho về hàng chục vài chục con chim uống vẫn ok anh em ạ, rất là lâu hết anh em nhé. Anh em dùng yên tâm, đóng trong túi zip này anh em dùng nó bảo quản nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, khi mỗi lần anh em dùng xong anh em cứ zip lại cái túi này để chỗ mát là ok anh em ạ. Còn cách dùng thì nó rất là đơn giản, trong cái quá trình anh em dùng thì em khuyên anh em nên không cho ăn hoa quả, vì để sao, để cho con chim nó uống nước thì nó có thuốc ở trong, nó cái men tiêu hóa này bên trong thì nó sẽ hiệu quả hơn anh em nhé, chứ nó không ảnh hưởng gì cả. Mỗi lần anh em dùng anh em chuẩn bị cho em nửa cống nước này, nửa cống nước nhé, đây, nửa cống nước thôi, thì anh em sẽ cho 1/3 cái 1/2 cái hạt đỗ xanh ấy anh em, cái hạt đỗ xanh ấy thì anh em dễ hình dung, 1/2 hạt đỗ xanh cho vào đây và anh em nắp đè lên nhé. Em thì em vừa em đã cho rồi, xong anh em dùng xong anh em lại zip cái túi này lại, nó rất là đơn giản anh em nhé. Đây là con chim em quay cho anh em, nó bị phân hơi lát này, xong lại còn gả nó rất là nhiều nước anh em ạ, cực kỳ nhiều nước và nó uống khá là nhiều nước anh em nhé. Đây anh em nhìn con chim này là con chim đang rất là đạt nửa anh em nhé. Thật sự thì nhiều anh em hay quan niệm là con chim nó phân nó chưa khuôn hay là phân nó khuôn là con chim đạt nửa, không phải đâu anh em ạ. Một phần nó sẽ phụ thuộc vào cái đường tiêu hóa của con chim, như con này đang rất là đạt nửa anh em nhé. Nhưng phân nó vẫn nát này, uống nhiều nước này. Em đang cho ăn chuối ương nhé, mà nó phân nó vẫn nát và vẫn rất là nhiều nước anh em ạ. Đây chuối ương bên phải này, anh em nhìn là biết rồi. Đây phân anh em nhìn quá lát luôn anh em ạ. Thật sự những con phân nát này, anh em để ý những con phân nát này, hay là những cái con phân nỉa có mùi hoặc cả phân nó không khuôn nó thứ, thì nó là cái do cái đường ruột của nó anh em nhé. Mỗi cái con chim này anh em chỉ cần trong vòng từ nửa ngày thôi là anh em thấy nó hiệu quả rõ rệt rồi. Con nào nếu mà bị lặng lâu thì tầm khoảng một ngày là ok, hoặc hai ngày là ok anh em nhé. Đây em quay cho anh em xem này. Thì trước khi em cho thuốc vào đây, em đã thay lót lồng nhé, thay giấy mới nhé. Đây là giấy mới anh em này, giấy mới nhá. Đây, giấy mới anh em ạ, em vừa mới thay. Đây, giấy mới hết anh em nhé. Làm video anh em hơi mất công một chút vì em quay làm 3-4 lần video rồi, thì cái cho anh em dễ hình dung anh em ạ. Đây, cái này anh em uống thì không bao giờ ảnh hưởng đến nửa con chim này, hay ảnh hưởng đến để một con chim đang thi đấu, anh em cho uống thoải mái nhá, nó không ảnh hưởng gì đâu anh em ạ, vẫn chơi bình thường anh em nhé, nên anh em dùng cực kỳ yên tâm. Đây thì tầm khoảng đến buổi trưa em sẽ quay lại video cho anh em sẽ thấy cái hiệu quả của cái gói men tiêu hóa này, anh em dùng thì cực kỳ thoải mái. Nó đây anh em này, dùng con này có vài chục con chim, có 50 con chim thì vẫn ok anh em nhé. Cái một cái gói này thì em hiện tại em Tuấn Hải Dương đang chia sẻ cho anh em với giá là 50k anh em ạ, anh em dùng gọi là 50 con chim, có khi hơn 50 con chim cũng không hết được anh em nhé. Tính ra mỗi con có 1.000 thôi anh em ạ, cực kỳ hiệu quả và đảm bảo cho anh em. Nói chung cái gì em chia sẻ được cho anh em thì em sẽ chia sẻ anh em ơi, anh em theo dõi video nhé. Tầm khoảng đến tầm trưa hoặc đầu giờ chiều khi con chim nó ỉa được nhiều phân rồi em sẽ quay lại cho anh em xem. Xin chào tạm biệt anh em nhé. Đem quay video sau gọi là 2 tiếng anh em nhé. Một phân vừa ỉa xong, đây em rút cho anh em xem hiệu quả nhé. Anh em thấy ok chưa? Phân này quá đẹp luôn. Nói chung là ngoài miền Bắc thì hiện tại cái thời tiết nó vẫn đang nồm anh em ạ, nên nói gì nói ỉa phân nó vẫn phải có hơi tí ẩm ẩm một chút anh em nhé. Phân đã khuôn rồi này, anh em nhìn phân này như này là quá ok rồi anh em nhé. Này đây mới sau khi sử dụng được 2 tiếng nhé. Nói chung là khi mình dùng bất kỳ thuốc gì thì mình thấy nó hiệu quả luôn anh em ơi, nên là vừa thuốc vừa men anh em nhé, hỗ trợ tiêu hóa, phân quá là đẹp luôn anh em ạ.
quay cả con chim không anh em này, bạn không phải con chim đấy thì mệt đó anh em, có cục phân ở bên trong cùng là vừa mới rửa xong anh em ạ. Ok anh em nhé, bây giờ là 2 giờ chiều anh em nhé. Đây, em cho anh em xem phân này, quá đẹp luôn đúng không anh em. Phần rất là khuôn anh em nhé. Ok chưa anh em, nó phải cải thiện rõ rệt luôn. Cống nước em cho từ sáng này gần như nó uống rất là ít đi rồi anh em ạ. Tiếp tục cái clip này em quay lúc 2 giờ một lần rồi, bây giờ là lúc 5 giờ rồi nhá anh em nhé. Em thay lồng này, cống nước thì vẫn để cống cũ thôi, vẫn uống rất là ít nước nhé. Đây vẫn này em đánh nhá, đây em cho anh em xem phân này. Ok hơn chưa, quá ok anh em, nhìn phân khuôn chưa, không hề mùi tươi nhé, không hề có hoa quả gì đâu anh em nhé. Cái lúc mà anh em cho uống cái men này ấy, thì anh em nên không cho ăn mồi tươi và hoa quả để cho con chim nó uống nước, chỉ ăn cám mới uống nước được nhiều hơn anh em nhé. Nó rất là ok rồi anh em ạ. Giờ thì tất cả cái mà em chia sẻ anh em ấy thì em đều kiểm chứng rất là kỹ anh em ạ, và dùng thử rất là ok rồi em mới chia sẻ anh em. Thật sự để chăm và điều mà giữa một con chim nó rất là đơn giản anh em ạ. Chủ yếu là anh em có kinh nghiệm và anh em tìm hiểu những người người ta có tâm anh em ạ. Con chim khi mà anh em nuôi dưỡng ấy lại dùng cái kích nửa này kia thứ thì thật sự những cái đấy em khuyên thật anh em là không nên dùng anh em ạ. Nó rất là phụ thuộc. Còn khi mà anh em nuôi dưỡng con chim nó hay thì anh em chỉ cần chế độ nó ok một chút thôi anh em ạ, là con chim nó rất là ok rồi, chứ đừng nên dùng kích nửa, nó rất là phụ thuộc anh em ạ. Khi mà anh em không có thì con chim nó lại xịt ngay. Mình nuôi con chim mình dưỡng thì chơi cho nó sướng anh em ạ.